Kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2022. Ngọc xin cập nhật cái lịch gửi của cái chương trình tiền thực phẩm khẩn EA cho tháng 3 năm 2022 của 36 nơi tổng cộng. Thì hiện giờ Ngọc chỉ chia sẻ cái lịch gửi của 4 nơi mới thôi quý vị ha. Hôm bữa trước là Ngọc cũng chia sẻ 32 tiểu bang rồi. Thì ngoài ra Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị thêm 2 nơi nữa đã có được chuẩn thuận cái chương trình PEBT 3.0 và mùa hè năm 2021. Tổng cộng hiện giờ PEBT 3.0 là 19 nơi, 19 tiểu bang đã có cái sự chuẩn thuận từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA rồi. Ngoài ra thì Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị một chút xíu về cái việc giá xăng tăng khủng khiếp luôn quý vị. Ngày hôm nay Ngọc đi đổ xăng tại cây xăng ở Costco Northern Virginia, tức là Bắc Virginia đó quý vị. Thì cái giá xăng của nó là 4 đồng 09 cents, dường như là 4 đồng 1 ha, 4 đồng 099. Thì đây là cái mức giá bằng với cái mức giá trung bình của toàn nước Mỹ. Hiện giờ mức giá trung bình của toàn nước Mỹ mà theo nguồn của CNN và AAA á, là 4 đồng 1. Gần như là tương đương với lại cái mức giá cao nhất tại cái thời điểm của 2008-2009. Quý vị thấy cái mức giá cao và nó sẽ không dừng lại đâu quý vị. Nó sẽ tiếp tục tăng, có thể là trong vòng tuần tới là có thể tăng lên là gần như là 5 đồng chẳng hạn. Ngọc hy vọng là nó không tăng nhanh vậy, nhưng mà không có cái lý do gì mà nó không tăng vậy quý vị. Có thể tiểu bang, những cái tiểu bang như là California thì hiện giờ cái giá trung bình của họ là 5 đồng mấy rồi, có thể là tăng lên 7 đồng trong chớp mắt thôi, không biết là nhanh hay chậm như thế nào. Thì các bạn, các anh chị ở tiểu bang California có thể cho Ngọc biết giá xăng hiện giờ Cali là bao nhiêu. Kiểu này ha, quý vị thấy những cái tiểu bang mà màu đỏ đậm á là trên 5 đồng hoặc là gần 5 đồng đối với quý vị. Virginia thì màu đỏ lật lật chút xíu ha, nhưng mà ở giữa ví dụ Texas thì vẫn còn dưới 4 đồng, 3 đồng chín mấy rồi đó. Rồi Florida thì chắc cũng là 4 đồng mấy rồi nè. DC thì cũng cao dữ nè. Đó, thì nếu như mà giá xăng như vậy, những cái ngành nghề mà đòi hỏi chạy xăng nhiều á, ví dụ như là những ai mà chạy Uber, Lyft, DoorDash, rồi tài xế, rồi những cái con ví dụ như là realtor đi cũng nhiều nè quý vị ha. Đó, thì quý vị thấy rằng là trời ơi, mai mốt là đi đắp dữ ha. Mai mốt mà khai thuế 2022 là mình có khấu trừ dữ dằn, tại vì giá xăng nó cao quá mà. Đó, thì hiện giờ không biết là giá xăng ở tiểu bang quý vị như thế nào, quý vị có thể cập nhật cho Ngọc biết không? Cái lý do mà cái giá xăng nó tăng dữ dằn dữ thần như vậy thì quý vị biết rằng là cái nguồn cung nguồn cầu ha. Nguồn cung mà nó khan hiếm, nguồn cầu nó tăng mạnh, đặc biệt là cái mùa xuân mùa hè sắp tới nha quý vị. Thì cái đẩy nó dĩ nhiên cái điều này là nguồn cung nguồn cầu, cái cân cán cân cung cầu mà nó khác biệt như vậy thì nó sẽ đẩy giá thôi. Nhưng mà dạo gần đây thì chúng ta biết rằng là cái cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine, chiến tranh này á, là một trong những cái lý do mà nó đẩy giá xăng nó tăng còn vượt lên, đúng không quý vị? Thì Nga là một trong những cái nước mà xuất khẩu dầu gọi là lớn nhất thế giới. Vào tháng 12 vừa rồi là Nga đã gửi ra thế giới khoảng 8 triệu thùng dầu cộng với sản phẩm dầu, và trong đó là cũng có thêm là 5 triệu thùng dầu thô. Thì đây là theo cái nguồn báo mà Ngọc đọc, chứ đây là không phải là cái con số Ngọc đưa ra ha. Và rất ít số này là được chuyển đến Mỹ nha. Đó. Nhưng mà quý vị biết rằng là cái giá dầu của thế giới tăng thì nó cũng ảnh hưởng đến giá dầu của Mỹ luôn. Mỹ cũng không ngoại lệ luôn. Nước nào tăng thì Mỹ nó cũng tăng vậy thưa quý vị. Việt Nam còn tăng dữ lắm quý vị ơi. Đó, thì tình hình chung thôi. Mình cũng ráng mình chịu thôi. Và cũng hy vọng là nước Mỹ sẽ có những cái biện pháp kiểm soát cái giá dầu, không biết là như thế nào trong thời gian tới. Nhưng mà hiện giờ nó tăng và có thể là lên 7 đồng rất là nhanh quý vị. Hôm bữa trước có một bài báo họ đã đưa ra cái lời nhận định, cái lời phân tích liên quan cái điều này, và Ngọc cũng đã chia sẻ rồi. Thì bây giờ Ngọc sẽ không bàn đến chuyện xăng dầu nữa, mà Ngọc sẽ chuyển sang chia sẻ cái lịch gửi về cái tiền thực phẩm khẩn. Tiền thực phẩm khẩn có tên là EA quý vị nha. Thì hiện giờ tổng cộng đã có 36 nơi tiểu bang có cái lịch gửi của tháng 3 rồi. Chương trình này quý vị không cần apply,
Những ai mà có lãnh chương trình SNAP, Food Stamp, tiêm phiếu thực phẩm hay là CalFest ở Cali thì tự nhiên người ta sẽ gửi tiền về theo cái thẻ quý vị, không cần apply gì cả. Và ít nhất mỗi tháng là 95 đồng, có thể 100 mấy tùy theo hồ sơ của mình. Thì bốn cái nơi mới mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị trong cái video này là Alaska, Connecticut, đảo Guam và Vermont. Alaska thì người ta sẽ gửi cái tiền của tháng 3 từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 3. Quý vị thấy cái lịch gửi của họ là xuyên suốt nguyên tháng luôn, cho nên là đừng có đợi nhiều quá quý vị, cứ làm công chuyện của mình đi, tiền nó vô thì mình thấy nó vô, chứ bây giờ mình ngóng mình đợi thì nhiều khi nó thấy lâu, cho nên cứ làm công chuyện của mình, công chuyện làm ăn mình cứ làm, rồi tiền khi nào tiền nó về thì mình mừng thôi. Đó, rồi Connecticut thì nó nhẹ hơn chút xíu. Connecticut á thì người ta gửi ra vào ngày 17 tháng 3. Đó, thì thường thường là người ta gửi ra vào ngày thứ sáu đó, về 17 tháng 3, không biết phải thứ sáu không. Nói chung á là những cái hồ sơ mà nộp vô sau và được chuẩn soạn sau thì người ta cũng sẽ xét cho quý vị thôi, nhưng mà cái lịch gửi nó sẽ khác nha quý vị nha. Rồi bây giờ đảo Guam á là ngày 18 tháng 3 người ta sẽ gửi ra. Thì đó là có một ngày thôi người ta sẽ gửi ra cái điều này. Và đảo Guam thì chỉ có 11.960 hồ sơ xin tiền SNAP thôi, cho nên là cũng không có nhiều lắm. Nào tiểu bang Vermont thì sẽ gửi ra vào tháng sau quý vị nha. Tiền thực phẩm khẩn của tháng 3 cho tiểu bang Vermont sẽ được gửi ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2022. Đó, thì đó là cái tiền thực phẩm khẩn EA. Thực phẩm khẩn EA nó khác với lại PEBT quý vị nha. Bây giờ Ngọc chuyển sang chia sẻ về PEBT nè. PEBT á, thì hiện giờ có thêm hai tiểu bang có cái cập nhật mới và vừa mới được USDA, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chuẩn thuận. Quý vị biết rằng là tiểu bang quý vị phải trình đơn lên USDA, xong rồi USDA tức là Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ họ phải chuẩn thuận đơn của tiểu bang, sau đó tiểu bang họ mới cho mình. Cho nên là hiện giờ thì chỉ có 19 nơi được chuẩn thuận thôi, trong đó có Colorado, Delaware, Indiana, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin và hai cái nơi mới Ngọc sẽ chia sẻ trong cái video này, đó là đảo Guam và Utah. Đảo Guam á thì người ta nói rằng chương trình mùa hè của năm 2021 sẽ được là mỗi em như vậy á, là được 438 đồng quý vị nha. Và cái tiền 438 đồng của mùa hè năm 2021 tại đảo Guam sẽ được gửi ra vào vào tháng 3. Không biết là ngày mấy, người ta chỉ nói là tháng 3 thôi. Và nếu như mà em nào mà dưới 6 tuổi mà gia đình của những em này có lãnh chương trình tem phiếu thực phẩm, chương trình SNAP thì cũng được luôn cái số tiền của mùa hè năm 2021 luôn quý vị nha. Đó là cái lịch gửi họ vừa mới được chuẩn thuận vào tháng 3 này. Như vậy thì hiện giờ đó chỉ là cái mùa hè năm 2021, còn cái PBT 3.0 của đảo Guam cho năm học 2021-22 thì hiện giờ Ngọc chưa thấy quý vị nha. Nhưng mà tiểu bang tiếp theo là tiểu bang Utah thì lại có cái lịch gửi cho cái chương trình PEBT 3.0 của năm học 2021-22. Thì ở đây 3.0 á, thì người ta sẽ gửi ra vào tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng 10. Tháng 5 thì sẽ gửi ra tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm ngoái và tháng 1, tháng 2 năm nay. Như vậy từ tháng 9 đến tháng 2 năm nay sẽ được gửi ra vào tháng 5. Còn tiền của tháng 3, tháng 4 thì sẽ được gửi ra vào tháng 6. Và tiền 3.0 của tháng 5, tháng 6 thì sẽ được gửi ra vào tháng 7. Và nếu như mà còn thiếu sót thì họ sẽ gửi ra một cái đợt catch up, một cái đợt cuối cùng nữa vào tháng 10 quý vị nha. Và quý vị nhớ rằng những em nào được cái chương trình PBT 3.0 là những em phải ở nhà học online bởi vì COVID. Và nó sẽ tùy thuộc vào cái ngày mà các em học ở nhà online, chứ không phải là em nào cũng được quý vị nha. Và quý vị
muốn tìm hiểu thêm về cái chương trình PBT 3.0 này á, hoặc là cái chương trình tiền thực phẩm khẩn á, thì Ngọc có làm một cái video nói về cái việc là vì sao tiểu bang của quý vị có và những cái tiểu bang khác lại không có, hoặc ngược lại tiểu bang quý vị không có mà những cái tiểu bang khác lại có. Thì đại khái á, là tiểu bang của mình vẫn còn cái lệnh khẩn vì cái COVID này, hoặc là những cái lệnh gọi là disaster declaration, gọi là thiên tai lũ lụt hạn hán vân vân. Còn vì COVID á, thì hiện giờ cũng có khá là nhiều tiểu bang vẫn còn cái lệnh này, cho nên là họ vẫn tiếp tục cho. Riêng tiểu bang Florida có người hỏi á, thì Ngọc thấy Florida đã kết thúc cái lệnh khẩn lâu rồi, cho nên là họ ngưng cái chương trình tiền thực phẩm khẩn và không có thấy cái chương trình PBT 3.0, và Ngọc nghĩ là Florida họ 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 xong rồi, họ trở lại bình thường rồi, vậy họ sẽ không có hỗ trợ những cái chương trình khẩn khẩn này nữa. Đó thì đó là những cái điều mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị, hy vọng là giúp đỡ ai đó được những cái thông tin cập nhật, và hy vọng quý vị sẽ ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share và subscribe kênh quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị, bye bye.